tức thiệt. Bao nhiêu nhà hàng không đi, tại sao mình lại đưa hai bác đến nhà hàng đó chứ? Cũng tại mình, không ngờ ba mẹ lại đưa anh ta đi ăn ở đó. Bây giờ biết nói làm sao đây, xui ơi là xui. Ba mẹ giận em lắm đó, về ngay đi rồi liệu tìm cách nói cho xui. Bây giờ mà chị Đông Oanh cũng đứng về phía mình rồi sao? Anh xem đi. Dạ, em cảm ơn. Quốc Cường, con. Mẹ, con à. Ba. Ta hơn cả cái gia đình mình như vậy hay sao? Hơn gì đâu mẹ. Là tại anh Quốc Cường được giảm án xuống còn 40 năm, cho nên hai bác rủ con đi ăn mừng vậy thôi. Gì? Quốc Cường được giảm án à? Dạ, đúng như vậy đó ba. Nhờ nay cải tạo tốt, với lại nhờ cuốn tự truyện được giải nữa. 40 năm. Lúc đó con bao nhiêu tuổi con biết không? Dạ con biết. Rồi con định ở vậy suốt đời phải không? Ừ, thì trong thời chiến, có biết bao nhiêu người cũng chờ đợi nhau như vậy mà mẹ. Trời đất ơi! Con dám nói, con dám so sánh như vậy hay sao? Người ta chờ đợi trong vinh quang vì sự hy sinh cho đất nước. Còn con chờ đợi vì cái gì? Hả? Chờ đợi sự nhục nhã con biết chưa? Hai đứa con yêu nhau thì có gì gọi là nhục nhã? Hơn nữa anh ấy cũng đâu cố ý giết vợ đâu. Tin vào tự truyện của nó hả? Thiệt rồi. Chị gái em sắp lấy chồng. Nhìn ba mẹ chuẩn bị cho đám cưới của chị ấy, em lại nghĩ đến chuyện của tụi mình. Đám cưới của tụi mình là không tưởng phải không anh? Bây giờ em chỉ mong là tụi mình được gặp nhau vài giờ đồng hồ ở nhà hạnh phúc. Như vậy mình mới chính thức trở thành vợ chồng. Nhất là nếu như mình may mắn có một đứa con thì lại càng tốt. Đứa con là minh chứng cho cuộc hôn nhân đích thực. Cán bộ. Xong.
Có chuyện gì? Dạ, em muốn cán bộ xem qua lá thư người yêu của em. Thư của người yêu anh, kêu tôi xem làm gì? Dạ, em muốn cán bộ đọc. Và biết đâu cán bộ sẽ thông cảm và giúp đỡ được cho em. Vậy là anh muốn chúng tôi giúp anh một căn phòng hạnh phúc trong nhà tù đúng không? Dạ, đúng vậy. Giúp anh để rồi tôi vào tù với anh luôn hả? Dạ. Thôi, cứ lo làm việc đi. Dạ. Ở tù, cứ yên phận ở tù đi. Dạ, alo, con nghe nè bác. Dạ. Sao ạ? Bác gái nằm trong bệnh viện. Bệnh viện nào ạ? Dạ, con biết rồi. Con sẽ xin phép rồi tí liền. Dạ, con chào bác. Cái gì ạ? Mẹ anh Quốc Cường bị tai biến mạch máu não, đưa vô bệnh viện cấp cứu rồi. Mày vô xin phép trưởng phòng giùm tao nha. Tao phải đi gấp. Bà ấy sao rồi bác sĩ? Tôi đã kiểm tra cho bà ấy xong, bà ấy cũng đã khỏe rồi. Cho bà ấy nghỉ ngơi đi. Nếu như bệnh nhân có chuyện gì bất thường á thì gọi cho tôi. Dạ, cảm ơn bác sĩ. Bà chưa tỉnh con à? Trời ơi, sao tay bác gái lạnh ngắt vậy? Rồi bác sĩ nói sao bác? Bác sĩ vừa mới chích thuốc cấp cứu, bây giờ phải chờ theo dõi thôi. Trời, nếu cục máu đông nó tan được thì tốt, còn nếu không tan thì phải mổ thôi. Nguy hiểm dữ vậy sao? Ngày mai cưới rồi mà Đông Quanh giờ này chưa về. Con Đông La thì đi làm rồi, rồi cũng đi đâu luôn. Còn với cái, chẳng đứa nào biết lo lắng gì hết. Ăn uống nghi thức thì nhà hàng họ lo hết rồi. Còn ở nhà thì bên dịch vụ cổng qua, bàn thờ, bàn ghế họ cũng lo hết rồi. Ông Mai thợ chụp hình, quay phim, phù dâu phù rể, đội bưng mâm quả cũng đã có hết rồi. Em còn lo gì nữa? Em đừng làm con bị căng và áp lực. Đáng ra tối nay phải tổ chức nhóm họ, để anh em bà con tụ họp chuyện trò, rồi đàn hát cho nó vui vẻ. Chứ có đâu mà anh với em ăn cơm buồn thiêu vậy. Thì con Đông Quanh nó cũng muốn vậy. Chứ không lẽ đám cưới của nó không muốn mình bày ra để làm gì? Vậy mới nói. Mà Đông Quanh nó đi lấy chồng, mà em thấy hình như nó có lấn cấn chuyện gì không vui anh. Thì hồi cưới tụi mình em cũng khóc trong ngày cưới rước dâu đó thôi. Thì tại hồi đó mẹ em nói phải khóc để làm duyên chứ bộ.
khóc để làm duyên, làm sao anh không hiểu. Tục lệ của ông bà ngày xưa mình á, con gái mà đi lấy chồng á mà cười tươi rói rói à, là vô duyên. Phải nhỏ vài giọt nước mắt á mới là con gái ngoan hiền, thương cha nhớ mẹ. Ừ. Gì vậy? Lấy vợ gần 30 năm, bây giờ mới hiểu giọt nước mắt ngày cưới của vợ mình. Ngày đó em xúc động khóc thiệt chứ bộ. Mệt quá đi. Ăn đi kìa. Nè của em. Dạ em cảm ơn chị. Dạ cảm ơn chị. À, chị nói với bà chủ nhà rồi là chị sẽ trả mặt bằng. Ngày mai đám cưới chị xong thì nghỉ luôn. Nhưng chị tính nghỉ luôn hay là thuê nơi khác bán lại? Chị cũng chưa biết. Cưới xong rồi tính. Nhưng mà nếu mở á, thì mở tại nhà luôn, cho vui. Chứ thuê vậy tốn tiền mặt bằng quá. Dạ. Nếu như vậy thì chị nhớ kêu tụi em nha. Ừ, dạ. Ừ, chị nhớ rồi. Hai đứa làm gì rất tốt mà. Thôi tranh thủ dọn đi rồi nghỉ, chị về trước nha. Dạ, dạ em chào chị. Em chào chị. Trong quanh, sao giờ này con mới về vậy? Dạ, con bận chút việc trong quán. Con à, bận gì á thì cũng để đó đi, qua đám cưới xong rồi tính con. Dạ, cũng xong hết rồi mẹ. Ngày mai con phải lấy chồng rồi, mẹ muốn dặn con vài điều. Con lấy chồng á là do con tự nguyện tự chọn, ba mẹ không ngăn cản cũng không ép buộc con. Mẹ chỉ dặn con là khi đã chấp nhận làm vợ người ta thì mọi chuyện quá khứ đều phải dứt bỏ hết nghe con. Vợ có chính chuyên thì chồng mới trọng. Và như vậy vợ chồng mới tìm được hạnh phúc thực sự bên nhau con à. Dạ con biết rồi. Mẹ căn dặn con như vậy đâu có thừa đúng không? Mẹ chỉ hiểu gì nhiều về Liên Chinh Choan. Nhưng mẹ biết người Đài Loan á, người ta coi trọng trinh tiết lắm, nhất là những người buôn bán trên thương trường. Nên con phải biết người biết ta, sống tốt hơn với chồng, để chuộc lại những lỗi lầm của mình. Thôi, con xin mẹ, mẹ để con yên đi. Còn với cái con nồng là sao giờ này vẫn chưa về không biết nữa. Bác nhất định phải tỉnh lại, phải chờ anh Quốc Cường trở về, nếu không anh Quốc Cường sẽ đau lòng lắm đó bác. Bác có nghe con nói gì không? Bác ơi, bác ơi, bác ơi, bà ấy tay bác gái động đậy nè. Bác gái sắp tỉnh lại rồi. Bác thấy rồi. Bác ơi, bà ơi, bà nhất định phải tỉnh lại vì tôi, vì Quốc Cường và Đông La nữa nghe bà. Bác gái nhất định nên sẽ tỉnh lại bác à. Bác cũng cầu trời khẩn Phật như vậy. Mà thôi, con đi về đi, kẻo ba mẹ con biết được sẽ càng làm khó cho con và Quốc Cường nữa. Con muốn chờ bác gái tỉnh lại. Không được đâu con à. Bác gái có tỉnh cũng chưa tỉnh ngay được đâu. Hơn nữa, ngày mai cũng là ngày đám cưới của chị con. Con về đi, nghe lời bác đi mà. Vậy để con về nha bác. Ừ, con về đi. Đi đường cẩn thận đó. Dạ, con biết rồi. Con về,
Mai con lại vô thăm bác. Mình lấy chồng rồi, không biết sẽ sung sướng, hạnh phúc hay đau khổ, trầm luân đây. Đúng là con gái 12 bến nước, biết bến nào trong, biết nơi nào đục mà lường. Em đi đâu giờ mới về? Mẹ giận lắm đó. Em đã gọi điện xin phép mẹ rồi mà. Chị biết không, tại mẹ anh Quốc Cường hôn mê, phải nằm ở trong bệnh viện á, nên em không dám nói với mẹ. Rồi bác đó có sao không? Cũng chưa biết nữa chị à. Mà sao chị chưa chịu ngủ? Chị không ngủ được. Thôi bỏ hết đi chị à, may nhờ rủi chịu. Sao chị em mình đều khổ về đường tình duyên và không biết nữa. Mà thôi đi chị, mà chị lấy chồng rồi, coi như cũng là duyên phận. Chỉ còn em là chưa biết sẽ đi đến đâu thôi. Hay là em thôi đi. Quốc Cường chỉ làm khổ em thôi. Chị và ba mẹ phản đối cũng là vì thương em. Em biết mà chị. Nhưng em không thể chia tay anh ấy được chị à. Vì nếu em có chia tay anh ấy đi lấy người khác, thì em cũng không thể quên anh ấy và tha thứ cho mình được. Vậy thì em có được hạnh phúc khi mà sống với chồng không chị? Chị nghĩ là thời gian và cuộc sống vợ chồng, và nhất là người chồng, sẽ giúp quên đi tất cả. Vì chị khác, vì người ta đều có lỗi với chị. Còn anh Quốc Cường, anh ấy đâu có lỗi gì với em đâu. Em thương chị quá. Bà ơi bà, bà tỉnh lại đi bà. Bà có nghe tôi nói không vậy? Tỉnh lại đi bà. Bà. Bà ơi, bà. Bà tỉnh rồi sao bà? Bà ơi, bà tỉnh rồi hả? Bà có nhận ra tôi không vậy? Tôi mừng quá. Tạ ơn trời Phật. Bà ơi, bà phải sống nha. Sống cho thật khỏe mạnh. Rồi chờ khi Quốc Cường về, mình cưới vợ cho nó. Đẻ con, đẻ cháu cho tôi với bà nữa. Nghe bà. Để tôi đã báo bác sĩ nha.
Kính thưa hai họ, ông bà ta có câu miếng trầu là đầu câu chuyện, và sau khi đã trình các lễ vật, bây giờ xin mời đại diện họ nhà trai và mời ba cô dâu lên làm lễ bái gia tiên. Sau khi phần làm lễ bái gia tiên, xin mời mẹ cô dâu dẫn cô dâu ra để mà ra mắt hai họ. Đi em. Lật giỏi. Thằng em. Xin mời cô dâu chú rể làm lễ bái gia tiên. Nhân ngày vui hôm nay, đại diện họ nhà trai chuẩn bị một số sính lễ. Xin mời đại diện họ nhà trai. Xin mời chú rể bước lên trao nhẫn cưới cho cô dâu. Thôi được rồi. Thôi, vậy tốt rồi. Giờ con về dự đám cưới của chị con đi. Để ba mẹ con buồn đó. Con thấy đám cưới chắc cũng gần xong rồi. Với lại đám cưới thôi mà. Về ăn thôi chứ có làm gì đâu. Đám cưới của chị mình là em mà không giữ, con sao được con? Phải đó con. Con đi về đi. Dạ, con biết rồi. Một chút nữa thôi, con sẽ về. Chào đi. Dạ. Em chào đệ tá. Tôi đã chuyển thư của cô Đông La và đề đạt nguyện vọng của anh lên cấp trên. Xét tình cảnh của anh và tình yêu chân thành của cô Đông La, cấp trên đã đồng ý cho anh lấy cô Đông La làm vợ. Dạ. Đại tá nói thật không đại tá? Đó cũng là sự khoan hồng của pháp luật đối với anh. Vì vậy anh cần phải cải tạo tốt hơn để không phụ lòng cấp trên và mọi người. Anh có hiểu không? Dạ. Em, em biết rồi. Em cảm ơn đại tá và cấp trên đã quan tâm và chiếu cố người phạm nhân trọng tội như em. Thôi, bây giờ anh trở về công việc của mình được rồi. Dạ, em cảm ơn đại tá. Em cảm ơn nhiều lắm. Em xin phép.
Xong rồi. Thiệt tình, cô Đông Quanh nó nói với mình đó, là mời nhiều khách. Đó, vậy đó, nhìn tới nhìn lui toàn là khách của vợ chồng mình không à. Còn khách của nó chỉ chừng có 3-4 bàn à. Cái con này không hiểu trong đầu nó nghĩ cái gì. Thì đám cưới còn nhẹ vậy là tốt rồi. Tốt cái gì? Mang tiếng lấy chồng thương gia nước ngoài mà đám cưới lèo tèo như vậy. Nói thiệt nha, em không dám nhìn ai hết trơn á. Lèo tèo gì nữa, cũng hơn 30 bàn rồi còn gì nữa. Có hơn 30 bàn mà ăn nhậm gì anh. Đám cưới người ta còn gấp đôi gấp ba nữa kìa. Đã cưới á, phải cưới cho nở mày nở mặt chứ. Còn con Đông La nữa, nói là ngồi bàn cùng với con Thu Hà để mà tiếp khách. Vậy mà để bà nó ngồi một mình, bỏ đi đâu không biết. Chắc là đến nhà thằng Quốc Cường rồi chứ gì. Còn với cái dài không nổi, thiệt là tức muốn chết đi được. Con xin lỗi ba mẹ. Đi đâu đến giờ mới về vậy hả? Bám theo ba mẹ thằng Quốc Cường chứ gì. Lên lầu xỏ quần áo đi qua bên nhà thằng Quốc Cường ở luôn đi. Để cho khuất mắt mẹ. Dạ con. Con xin lỗi ba mẹ. Không lỗi phải gì hết. Kể từ giờ phút này, con không còn là con cái trong nhà này nữa. Đi, đi ngay, con biết chưa? Nhưng ba mẹ hãy thông cảm cho con. Tại mẹ anh Quốc Cường bị hôn mê do tai biến mạch máu não, nên con không thể không quan tâm bác ấy ba mẹ à. Vậy bây giờ bà ấy ra sao rồi con? Dạ, bây giờ bác ấy ra tỉnh rồi ba. Thôi, con lên lầu đi. Chuyện gì cũng còn có đó mà. Dạ. Cũng thấy tội. Nhưng con, nó biết sống có trách nhiệm như vậy cũng là điều đáng mừng em à. Mừng là mừng cái gì? Thì không lẽ nó yêu thằng Quốc Cường mà bỏ mặc cha mẹ của thằng Quốc Cường hay sao? Nhưng ai chấp nhận tình yêu của nó? Ui, đó lại là chuyện khác. Ngồi đây đi ông. Cũng may bà tai qua nạn khỏi, bệnh tình qua hết, không để lại di chứng gì. Hey, thiệt hú hồn hú vía. Ông à, ông có viết thơ cho thằng Quốc Cường á, đừng có nói tôi bị bệnh nha. Tôi biết rồi mà. Ông phải dặn Đông La nha. Ê, bà khỏi lo, Đông La nó còn dặn tôi trước cả bà nữa kìa. Tội nghiệp quá. Sao mấy hôm nay không thấy nó tới vậy ông? Nó còn phải đi làm nữa chứ. Với lại bà khỏe rồi, cũng bớt lo. Tại tôi thấy vắng nên tôi nhớ. Tôi sợ nó bị ba mẹ nó la thôi mà. Ủa? Hai bác đưa nhau ra ngoài như thế này thì là tốt. Thỉnh thoảng cũng phải đưa bác gái ra ngoài hít thở không khí trong lành. Thôi, mình vào trong đi. Hôm nay á, con có mua gà ác tìm thuốc bắc nè. Bác vào ăn đi cho nó nóng. Con mua chi nhiều vậy? Bác khỏe rồi, ăn uống không bao nhiêu đâu. Bác cứ chê thành ý của con hoài à. Lỡ anh Quốc Cường, ảnh mà biết được, ảnh chê con, nói con không biết cách chăm sóc hai bác thì sao? Nó không dám chê con đâu. Nó được con yêu thương như vậy đã là phúc đức rồi. Còn hai bác cũng giống như được ông trời đền bù vậy đó. Hai bác đừng nghĩ như vậy. Con được anh Quốc Cường và hai bác yêu thương như vậy là con hạnh phúc lắm rồi. Thôi, mình vô trong đi. Dạ.
Nhà lành của ông bà nhà giáo mô phạm mà như vậy sao? Đúng là tránh giỏi dừa gặp phải giỏi dừa mà. Ủa, anh sao vậy? Cô Ly chuẩn bị thức ăn liền. Sao anh ấy lại thay đổi thái độ nhanh như vậy? Hay là mẹ chưa hiểu gì nhiều về Lý Chinh Choan, nhưng mẹ biết người Đài Loan người ta coi trọng trinh tiết lắm, nhất là những người buôn bán trên thương trường, nên con phải biết người biết ta, sống tốt hơn với chồng để chuộc lại những lỗi lầm của mình. Thưa ba mẹ, con mới về. Đông La, ngồi xuống đây, ba mẹ muốn nói chuyện với con. Đông Quân lại lấy chồng rồi, còn con thì sao đây? Sao mẹ hỏi mà con không trả lời? Vợ con, mà mẹ hỏi với mục đích gì? Con không dám nói đâu. Con vẫn yêu Tần Quốc Cường và muốn lấy nó làm chồng chứ gì? Liệu con có lấy nó làm chồng được không? Hay tự mình là bỏ tù chung thân mình? Nhưng nếu con lấy anh ấy làm chồng được thì ba mẹ có đồng ý không? Cái gì? Con lấy làm chồng được? Lấy bằng cách nào? Nhưng mà ba mẹ có đồng ý hay không cái đã? Con đừng có hão huyền nữa. Làm sao một người ở trong tù lại có thể về nhà cưới vợ được? Con có hiểu không? Con phải thực tế hơn một chút, con biết không? Nhưng nếu nhà tù cho phép thì sao ba? Nhà tù nào mà dám cho tù nhân về nhà cưới vợ? Con nói cho ba nghe coi. Là nó nói vậy để anh với em đồng ý đó. Thật ra ba mẹ không ngăn cấm, không ép Dương con, như là đối với người bình thường kìa. Hoặc thậm chí có đuôi què mẻ sức gì cũng được. Đằng này cậu ta là phạm nhân đã ngồi tù, làm sao có lấy làm chồng được mà là lấy hả con? Ba mẹ nói thật, có dao kề cổ, có súng kề tay, ba mẹ cũng không đồng ý đâu. Con nghe rõ rồi đó. Phải cắt đứt, cắt đứt ngay lập tức. Rồi muốn lấy ai ba mẹ cũng đồng ý hết á. Đừng có lấy nước mắt ra mà làm lung lay cha mẹ nữa.
À, em nói như vậy có hợp khẩu vị của anh không? Cũng ăn được. Vậy thì để lần sau em lên mạng search những món ăn của Đài Loan, em nấu thử. Ngon dở gì anh góp ý để lần sau em rút kinh nghiệm nha. Khỏi. Lễ tôi thuê người làm. Nhưng mà em muốn tự tay mình chăm sóc anh. Phụ nữ Việt Nam được chăm sóc chồng là một điều hạnh phúc. Có thể là em còn nhiều điều vụng dại, nhưng mà có gì anh cứ chỉ dạy cho em. Em sẽ là một người vợ ngoan hiền của anh. Em muốn anh thực sự hạnh phúc. Anh, sao ăn ít vậy? Ba mẹ mày căng thẳng vậy? Làm sao mà mày cưới hả Đông La? Ta cũng không biết phải tính sao nữa. Mà sao? Mày không nói thẳng với ba mẹ mày là trại giam đã đồng ý cho anh Quốc Cường lấy vợ. Ta cũng định nói, nhưng mà ba mẹ tao căng quá à. Lỡ ba mẹ tao làm ầm lên ở trại giam á, thì hỏng hết mọi việc không? Nghĩ như mày cũng đúng. Nhưng mà trại giam đồng ý cho anh Quốc Cường lấy vợ là về nhà lấy vợ hay sao? Làm gì có chuyện đó. Là đồng ý cho tao với anh Quốc Cường có những giây phút vợ chồng hạnh phúc bên nhau. Là nhà hạnh phúc chứ gì? Chỉ có vợ chồng mới được gặp nhau ở nhà hạnh phúc thôi. Tao hiểu rồi. Không còn cách gì hơn là phải thuyết phục ba mẹ mày thôi. Còn khó hơn là dời sông lấp biển nữa. Ê, tao có cách rồi nè. Cách gì? Mày nói nhanh coi. Mày giả điên đi. Điên gì thất tình. Ba mẹ mày sợ quá, đồng ý liền chứ gì. Mày đúng là con lắm trò. Nhưng tao không diễn kịch được. Trước sau gì cũng bị lộ ra. Nhưng mà mày muốn lấy chồng thì phải cố gắng chứ sao. Vậy còn công việc ngân hàng của tao thì sao? Bị điên vì thất tình thì làm sao mà làm việc ở ngân hàng được, đúng không? Hả? Tao quên. Quên nghĩ đến chuyện này. Có khi tao cũng phải thực hiện theo cách của mày nói thôi. Anh giận em hả? Em biết làm sao để anh hết giận em được đây. Cô cũng biết ăn chơi sớm quá hả? Thưa ba mẹ, con đi làm.
Nhìn con mẹ đứt từng đòn ruột. Thì nó ngu dại. Mình giận thì giận, mà thương thì thương đó bà. Còn con trong quanh nữa, không biết vợ chồng nó có trông ấm ngoài em không. Từ hôm cưới tới giờ không có đưa chồng về thăm ba mẹ. Tụi trẻ bây giờ sao nó vô tâm quá à. Ôi, kể tụi nó đi em ơi. Mong tụi nó hạnh phúc là được rồi. Em biết là như vậy, nhưng nghĩ cũng buồn chứ anh.